Một món chay đơn giản, thơm ngon, lạ miệng. Từ đậu hũ lại rất là dễ làm đó quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon, dễ làm tại nhà hả quý vị. Tiếp tục thì bữa nay Quỳnh Phương có một cái món rất là hấp dẫn, muốn giới thiệu đến quý vị nè. Nó trộn trộn lên chút xíu là mình có ngay cái món ngon này hả quý vị. Thành phẩm Quỳnh Phương vừa mới làm xong luôn, rất là hấp dẫn. Bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để làm với Quỳnh Phương. Trước tiên là có khoảng 4-5 trái cóc nhỏ nhỏ rồi đó, cóc non đó quý vị, hoặc là dùng cóc Thái cũng được nữa, nó giòn giòn. Cóc thì mình sẽ rửa sạch rồi, sau đó thì mình có thể quậy vô nước một xíu muối cũng được nữa, rồi mới đem đi gọt cho nó sạch cái vỏ nè, cái vỏ bên ngoài á, nó giọt cho nó hết cái vỏ xanh. Nếu các bạn nào muốn ăn nó còn hơi chua chua nhẹ thì để cái vỏ xanh. Tiếp theo là một trái dưa leo. Dưa leo chọn trái hơi hơi bự một xíu, to một xíu để nó có thịt đó. Cái phần đầu dưa leo á thì mình gọt xong rồi mình gọt miếng mình thử coi nó có bị đắng không. Nó đắng thì mình loại bỏ cái phần đó ra. Còn không đắng thì mình dùng hết quý vị. Mình phương gọt hơi sâu sâu vô một xíu để sợ nó bị đắng á. Rồi rửa sạch trong cái phần nước muối pha loãng rồi đó. Mình phương để cóc với cái dưa leo ở một bên cho nó ráo nước. Tiếp theo mới đem hai miếng đậu hũ đã rửa sạch trong nước muối pha loãng ha. Xong rồi mới cắt ra. Mình phương sẽ cắt mấy miếng đậu hũ này mỏng nha. Đó, mình dùng dao bén bén một xíu, mình cắt cho nó mỏng. Đó, nó không có bị bể á. Rồi giờ mình để vô cái tô rộng rộng một xíu, sau đó mới nêm khoảng nửa muỗng cà phê muối, nêm vô lắc đều lên để gia vị nó thấm đều vô cái phần đậu hũ á, mà nó cũng không, khi mình lắc gì nè nhẹ nhẹ đó nó sẽ ít bị nát đậu hũ, mình trộn trộn hoặc là nó nát hết đó quý vị. Rồi mình để ướp nó đi, chuẩn bị thêm cho Quỳnh Phương khoảng 2-3 trái chanh gì đó, tùy là nó nước nhiều nước ít đó, thì mình chuẩn bị khoảng 2-3 trái đi. Xong rồi tiếp tục mình chuẩn bị thêm một trái ớt nữa nha. Lúc này Quỳnh Phương có chuẩn bị ít dưa găm sẵn luôn đó quý vị. Dưa găm thì cũng rửa sạch để trong cái phần nước muối pha loãng á, mình cũng ngâm trong khoảng 10 phút rồi lấy ra để cho ráo. Ớt đã cắt xong, nhà mình mà có dùng tỏi thì mình có thể dùng ha, còn không dùng thì bỏ qua giúp Quỳnh Phương. Rồi giờ mình sẽ để tỏi vô đây, lột sạch vỏ ra đó, sau đó thì sắc lát thiệt là mỏng nha, để qua một bên. Bây giờ khi mà dưa leo ráo nước rồi đó, để nó giờ mình gắt vào đôi ra, loại bỏ cái phần hạt ở bên trong nè đó, mình tách tách loại bỏ để lát khi mà mình trộn á nó sẽ ít bị ra nước. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ha, cắt mỏng 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 gì đó. Rồi sau khi mà cắt hết cái phần dưa leo này rồi á, Bình Phương cũng để qua bên, ướp vô đây xíu muối, khoảng muỗng cà phê muối đầy đầy đó. Lúc vô là mình đảo qua đảo lại, mình nhồi qua muối chút xíu để cho dưa leo mình nó giòn ngon á, nhồi khoảng 30 giây thôi. Mình bắt đầu để nước vô mình rửa liền, mình rửa cho sạch ha. Nếu được thì mình bỏ vô cái bọc á, hoặc ni lông hay là cái túi gì đó, mình để vô tủ lạnh á cho nó lạnh, nó ngon, nó giòn mà nó lạnh lạnh ăn cũng ngon. Rồi để dưa leo qua bên. Tiếp theo thì đem cái phần cóc non kìa. Cóc non này thì Quỳnh Phương cũng sắc lát mỏng mỏng nha quý vị. Rồi để vô cái tô. Xong rồi cho cái phần tỏi vô luôn.
Mình ướp vô đây một muỗng giấm với một muỗng đường trộn đều lên. Bắt đầu mình ướp cái phần cốc với tỏi nè. Trộn đều lên, mình để nó qua bên nha. Bắt đầu bắt cái chảo dầu cho nó sôi sôi lên, dầu khá khá một xíu. Để mình phun chiên cái phần đậu hũ này. Rồi chiên cho nó thiệt là vàng thơm lên ha. Đó, đảo đảo ra mấy miếng mỏng mỏng gì á thì mình phun chiên nó sẽ giòn ngon. Còn ai thích mà ăn ở trong nó còn mềm mềm á, mình xắt cái miếng dày dày hơn xíu. Rồi đảo qua đảo lại đến khi mà nó vàng giòn gì nè. Rồi giờ mình phun gấp ra để vô cây rổ để cho nó rút dầu bớt đó quý vị. Đó, chả dầu dưới bớt. Rồi để ra hết đây ha. Tiếp theo bắt đầu mình cho dưa leo nãy giờ đó. Cho vô một cái thau. Đó. Về cốc với phần tỏi thì mình phun cũng cho vô đây luôn. Nó mình đảo đều lên. Trộn trộn lên nha. Cho ớt vô luôn. Mình không có ớt thì có thể khỏi cho cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước cốt chanh. Đó, nước cốt chanh khoảng 2 muỗng. Thì tiếp theo là đường. Đường thì mình cũng cho khoảng 2 muỗng luôn. Còn thích chua hơn hay là nhạt hơn hay ngọt hơn thì mình gia giảm đường với nước cốt chanh. Bây giờ thì mình sẽ thêm một muỗng cà phê muối tiêu vào. Nhớ là chưa lên một ít á, tại mình ăn mặn hay nhẹ khác nhau, nên mình cho vào trước một muỗng cà phê để mình thử coi nó vừa khẩu vị chưa. Nên mình phải nêm thêm để tránh nó bị mặn. Nêm vừa ăn rồi đó, để cho đậu hũ vào luôn. Đậu hũ thì mình ướp nãy rồi. Đó, bây giờ mình cho vào rồi à, mình trộn cho nó đều lên. Quý vị thấy ha, trộn đều lên. Rồi cho thêm một ít rau găm, lá rau găm á, khoảng 5-7 đọt vậy đó. Mình thích ăn nhiều thì cho nhiều, ít thì cho ít tùy mình. Tại Quỳnh Phương cũng làm ở gia đình nên mình để mình vừa vừa ăn là được, nhiều quá thì nó cũng cay. Rồi trộn đều lên, để chút xíu khoảng 10 phút, gấp ra dĩa và bắt đầu thưởng thức. Nhớ là để ngoài dĩa kèm thêm xíu muối tiêu ha. Đó, mình ăn mặn mặn hay là nhạt nhạt thì có thể mình rắc muối tiêu lên xíu. Rồi vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong món đậu hũ trộn muối vị. Đậu hũ trộn với cốc đơn giản thơm ngon lại hấp dẫn nữa. Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Chị chia sẻ các món chay ngon và dễ làm ạ. Rồi chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị ngon miệng.